các hãng hàng không đã hủy tất cả các chuyến bay từ vùng dịch Daegu, Hàn Quốc đến Đà Nẵng từ chiều 24 tháng 2. Ngày 25 tháng 2, Cảng vụ Hàng không miền Trung xác nhận, hiện tất cả các chuyến bay từ vùng dịch Daegu, Hàn Quốc đến thành phố Đà Nẵng đã bị hủy. Theo đó, các chuyến bay đến đều bắt đầu hủy từ chiều qua và do các hãng hàng không tự hủy. Còn các chuyến bay từ những địa phương khác của Hàn Quốc ngoài tâm dịch vẫn khai thác bình thường. Hôm nay, các chuyến bay từ Incheon, Busan đến Đà Nẵng vẫn đạt tần suất 14 chuyến. Đà Nẵng đưa 80 hành khách trên chuyến bay đến từ vùng dịch Daegu, Hàn Quốc đi cách ly, theo dõi y tế. Các hãng hàng không tự hủy các chuyến bay từ vùng dịch vì không có khách. Du khách từ vùng dịch đến đây bị cách ly nên họ cũng không đi nữa, một vị lãnh đạo cảng vụ hàng không miền Trung thông tin. Trong một diễn biến liên quan, hôm nay, Đà Nẵng đang tổ chức họp bàn về việc cách ly 22 du khách nước ngoài, 20 người Hàn Quốc và 2 người Thái Lan trên chuyến bay từ vùng tâm dịch Daegu Hàn Quốc nhập cảnh Đà Nẵng vào trưa 24/2. Ngoài ra, trên chuyến bay này còn có 58 người Việt Nam đi cùng và có một nam thanh niên người Việt bị sốt, đang được cách ly tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Video liên quan tất cả hành khách nhập cảnh đến sân bay Đà Nẵng đều được kiểm tra y tế chặt chẽ. 57 người còn lại được đưa đến Trung tâm Huấn luyện Dự bị Động viên Đồng Nghệ, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng theo dõi trong 14 ngày. Đây là khu vực cách ly được Đà Nẵng chuẩn bị từ trước. Còn 22 du khách Hàn Quốc, theo phương án ban đầu, Đà Nẵng dự định đưa họ vào Bệnh viện Phổi để cách ly. Tuy nhiên, khi đến Bệnh viện Phổi, nhóm du khách Hàn Quốc không đồng ý vào khu cách ly. Theo Khương Mỹ trên trí thức trẻ Let's J Blog Ask,